Đam Mỹ, lao tù ác ma. Tác giả Cáp Khiêm Huynh. Phần 2, tập 40. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Ôn Dương, lông mi khẽ rung. Ân Lang Qua vội vàng nắm lấy tay cậu, cúi người áp mặt mình vào gò má cậu xoa xoa, vừa tức giận vừa vui mừng nói: Em rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Ôn Dương nghiêng mặt sang chỗ khác, không nói một lời nào cả. Tựa hồ như cậu không muốn đối mặt trực tiếp với nơi phát ra cái thanh âm này. Sắc mặt Ôn Dương lạnh lùng, trông vẫn còn yếu ớt tái nhợt. Ân Lang Qua cũng không có phát hỏa, ngược lại hắn ta ôm lấy gò má cậu, cúi đầu hôn lên trên khóe miệng của Ôn Dương, suy suyển nói: Dạ vậy của em có vấn đề, bộ em không biết hay sao? Ôn Dương khép mi mắt lại, thanh âm lãnh đạm nói: Tôi không biết. Em không biết sao chứ? Bác sĩ đã nói là rất nghiêm trọng rồi, nghĩa là mấy ngày nay em đã nén đau mà gắng chịu. Ân Lang Qua càng nói càng tức giận, cũng có một chút sợ hãi, nghĩ đến mà sợ. Hắn chua xót nói: Có phải em muốn dùng sự đau đớn để có thể chết đi, không giải thoát đúng không? Ân Lang Qua nắm lấy cằm của Ôn Dương, buộc cậu phải đối mặt với hắn ta, ảm đạm nói: Em lá gan cũng không nhỏ, chuyện này không hề đơn giản. Biết rằng tự sát sẽ làm liên lụy đến người khác, nên cùng mẹ nó, em mới dùng cách này để đối phó tôi. Ôn Dương không nói gì, chợt nhíu mày, vẻ mặt đau khổ. Thay vậy, Ân Lang Qua nhanh chóng thả tay ra, vuốt về gò má của Ôn Dương, lo lắng nói: Làm sao vậy chứ? Lại đau nữa rồi à? Anh sẽ không nói chuyện nữa. Cùng mẹ nó, anh không nói nữa, con không được sao? Ôn Dương khó nhọc nhấc tay của mình ra khỏi tay Ân Lang Qua. Cậu chật vật trở mình, nhắm mắt ngủ sau khi xoay lưng lại với Ân Lang Qua. Mặc dù rất là tức giận trước sự thờ ơ của Ôn Dương, nhưng Ân Lang Qua cũng không thể nào nổi nóng vào trong lúc này được. Thay vào đó, hắn ta rót một cốc nước, lấy ra mấy cái viên thuốc từ trên bảng thuốc, trầm giọng nói: Uống thuốc trước đi, rồi hãy ngủ. Ân Lang Qua một tay cầm ly nước và thuốc, ngồi ở bên mép giường quan sát Ôn Dương. Em đã ngủ cả ngày rồi, mấy phút này cũng không có tốn thời gian của em đâu. Nào, cầm thuốc uống đi. Uống xong rồi, em có muốn ngủ tới chết, anh cũng sẽ không nói gì. Thấy Ôn Dương không nhúc nhích, Ân Lang Qua cúi người liếm láp mút mắt làn da trắng như tuyết nhỏ nhắn ở sau vành tai của Ôn Dương một cách thật hung ác, bởi hắn biết đó chính là bộ phận nhạy cảm nhất của Ôn Dương. Thấy thân thể cậu khẽ rung lên, Ân Lang Qua mỉm cười, giọng nói ôn nhuận đến không thể ngờ: Bảo bối ngoan, uống thuốc xong anh sẽ về ngay. Đêm nay anh nhân sẽ lại đây để mà chăm sóc cho em. Ôn Dương lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Ân Lang Qua đưa ly nước và thuốc đến cho cậu. Nhìn Ôn Dương uống thuốc xong, Ân Lang Qua xoay lại, mở một cái nồi giữ nhiệt trên bàn. Bên trong là một cái thố nhỏ đựng cháo trắng hộp dịch muối, còn nóng hôi hổi. Ôn Dương ngửi thấy mùi thơm của cháo, lập tức nói: Tôi không muốn ăn. Ăn cái gì chứ? Em tưởng em là ai? Quá mức đề cao bản thân mình rồi. Ân Lang Qua tức giận nói: Anh kêu A Nhiên đi mua cho anh dùng thay bữa tối. Chết tiệt thật chứ, trong bụng của anh từ trưa đến giờ cái gì cũng chưa có ăn đó. Em vừa mới truyền một chai dung dịch rồi, cho nên không cần ăn. Còn anh, đương nhiên anh không có muốn ăn một chai dung dịch dinh dưỡng với em đâu. Ôn Dương nghẹn ngào, hồi lâu sau cô lên tiếng nói: Anh có thể đi tới căng tin để mà ăn. anh tự mình mà tìm đi. Đúng. Ân Lang Qua tự dễu cười cười. Anh sẽ tự mình đi tìm. Thôi được rồi, làm tự nguyện ở đây à, được chưa? Ân Lang Qua đưa tay nhéo nhéo má của Ôn Dương, nhếch miệng. Còn em thì sao? Em cứ việc cười đi, cười càng nhiều càng tốt, không thành vấn đề đâu. Điều đó vốn đã không quan trọng với anh rồi. Giờ làm không được thì sau này anh sẽ mạnh mẽ hơn để mà dùng sức đòi lại. Trong câu nói cuối cùng, Ân Lang Qua đặc biệt nhấn mạnh hơn từ mạnh mẽ, dùng sức. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ôn Dương, Ân Lang Qua biết rằng cậu đã hiểu ý của mình. Ân Lang Qua ngồi ở trên giường Ôn Dương ăn vội. 1 giờ sau, hắn còn có kèo tụ tập xã giao. Cháu này cũng chỉ là tạm thời lót dạ mà thôi. Trước sự ngạc nhiên của Ân Lang Qua, Ôn Dương sau khi uống thuốc xong cũng không có nằm xuống ngay, mà là tựa vào trong đầu giường, mặt đối mặt với hắn ta, tựa như thoạt nhìn là đang nhìn hắn. Không để Ân Lang Qua hỏi, Ôn Dương nói: Hình như anh đã từng nói rằng chỉ cần tôi tỉnh lại, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Ân Lang Qua đột ngột dừng lại, sững sờ 2 giây đồng hồ. Đột nhiên nhớ tới lời hứa lúc trên đường đưa Ôn Dương đến bệnh viện. Suốt dọc đường đi, vì lo lắng cho sự an nguy của cậu, cho nên hắn đã vội vàng hứa: Bản thân Ân Lang Qua suýt chút nữa đã quên. Thật không ngờ Ôn Dương lúc đó gần như hôn mê, thế mà lại có thể nhớ rõ. Anh có đói. Ân Lang Qua tiếp tục ăn, không hề ngẩng đầu lên, lạnh lùng mị hoặc: Làm sao vậy chứ? Em muốn nói cái gì à? Cảm thấy sự lơ đãng của Ân Lang Qua, Ôn Dương cũng mất đi phần nào sự nhiệt tình để mà theo đuổi. Dù sao ban đầu cậu cũng là không có nhiều hy vọng. Ôn Dương trở mình nằm xoay lưng lại cùng với Ân Lang Qua. Ân Lang Qua cảm thấy không vui, nhưng nhìn Ôn Dương sức khỏe vẫn chưa ổn định, hắn đành phải thỏa hiệp. Vì vậy hắn để đồ trong tay xuống, cúi người chạm 2 tay lên trên tóc của Ôn Dương. Khuôn mặt anh tuấn của hắn ta áp sát vào đầu Ôn Dương, giọng nó trầm thấp đầy mê hoặc: Anh cũng không nói anh muốn đổi ý, em cứ việc đưa ra yêu cầu, bất luận có như thế nào anh cũng sẽ hứa với em. Ân Lang Qua dùng cái đôi môi nóng ấm miết nhẹ bàn tay mềm mại của cậu, nhắm mắt lại và thì thầm: Kỳ thực thì anh thật sự đối tốt với em. Vì vậy em đừng bao giờ khóc trước mặt anh, hay là cúi gằm mặt, hãy cười nhiều hơn. Chỉ cần em mãi mãi làm của trước kia, khiến cho anh vui, anh hứa với em sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em. Nè, anh thật sự nguyện ý hứa với tôi một yêu cầu sao? Vẻ mặt Ôn Dương thoáng qua tia sáng, giống với cái vẻ ngạc nhiên tràn đầy mong đợi, khiến cho tâm trạng của Ân Lang Qua đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Vì vậy hắn ta cười nói: Đương nhiên rồi, vì anh đã hứa, anh nhất định sẽ. Nè, vậy thì anh thả tôi đi được không? Không để Ân Lang Qua nói xong, Ôn Dương đã buột miệng thốt lên. Cái đôi mắt màu xám kia dường như đang lóe lên tia sáng, xóa tan đi bóng đêm. Ân Lang Qua giật mình nhìn cậu, cơ thể của hắn ta cứng đờ, tựa như bị điểm quyệt. Mất vài giây sau đó mới có thể trấn tĩnh lại, vẻ mặt âm trầm nói: Ngoài trừ yêu cầu này ra, bây giờ em hiện tại cái gì cũng là không thể nhìn thấy, em có thể làm gì? Làm gì mà khi ra ngoài xã hội chứ? Tại sao em không để anh nuôi? Anh chu toàn trong cả cuộc đời này, không để cho phải lo cơm ăn áo mặc. Đối với một người đuôi mù như em, còn có cái gì mà em không hài lòng chứ? Vẻ mặt Ôn Dương vốn đã buồn, giờ đây lại sầu não hơn rất nhiều. Vậy là trong lòng của cậu đã có câu trả lời. Vẫn như trước, cậu đăm chiêu, tuyệt vọng nói ra: vậy sau này anh đừng đến chung cư được không? Làm ơn. Ý em là để anh nuôi em không ra gì sao? Anh chăm sóc em không được tốt hay sao chứ? Ân Lang Qua cười, lạnh lùng nói: cái này có khác gì với yêu cầu vừa rồi đâu. Em đổi cái khác đi. Anh có thể đến với tôi, nhưng mà... Ân Lang Qua ngay lập tức có hứng thú. Miễn là hắn ta có thể đến gặp người con trai này, yêu cầu cái gì cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng... khoan đã. Trước tiên, em không được phép nói rằng anh sẽ không được chạm vào em. Ân Lang Qua nói. Nếu là yêu cầu này, em nên loại bỏ nó càng sớm càng tốt, nếu như có thể. Thật con mẹ nó. Anh thường là đàn ông trai tráng, đang tôi sung mãn với cái chuyện trên giường, giống như cuộc sinh lý rất là cao. Dù sao em cũng là đàn ông mà, em hiểu được là được rồi. Em dám nói em không có cái loại nhu cầu này đi. Ôn Dương khoe miệng bất giác giật giật, nhàn nhạt nói: mỗi tháng một lần. Một tháng? Ân Lang Qua dường như nghe được một câu chuyện đùa. Em đang đùa anh à? Anh bảo dưỡng nhân tình khẳng định là không phải chỉ có một mình tôi. Dạng nhất tôi không thể đáp ứng anh, mà anh thì lại không nhịn được. Những lúc đó anh có thể đi tìm họ để mà xả, họ sẽ giúp anh giải quyết. Ôn Dương nói: tôi bất quá cũng chỉ là một kẻ mù lòa mà thôi, kiểu gì cũng sẽ luôn lại chọc giận anh. So với tôi, họ lại càng làm cho anh... Anh chỉ muốn em mà thôi. Ân Lang Qua âm hiểm cười. Em còn chặt hơn bọn họ, rất boss, siết chặt làm cho anh sung sướng. Chịch với em thoải mái hơn, tốt hơn hết vẫn là ở cùng với em. Anh... Ôn Dương mặt đỏ bừng. Là anh cũng không bằng lòng, vậy mà còn để cho tôi đưa ra yêu cầu. Anh làm vậy là có ý gì chứ? Anh đùa tôi sao? Ôn Dương nói xong, nhắm mắt lại, kéo chăn bông che cầm. Ân Lang Qua ôm lấy vai của Ôn Dương, xuyên qua chăn bông, thật nhẹ nhàng mà dỗ dành. Sao lại đùa em chứ? Chúng ta chỉ là đang thảo luận thôi. Một tháng dài quá. Nè, nếu không thì 2 ngày chịch một lần đi. Em cảm thấy sao? Ôn Dương đỏ mặt không đáp. Tôi quên đi, vậy 4 ngày. Ân Lang Qua cắn răng nói: anh dạng nhất có thể chịu đựng 1 tuần. Ôn Dương đột nhiên nói: còn với 1 tuần thì miễn bạn đi. Tôi biết anh chỉ là giỏi hứa suông mà thôi. Tôi đã từ bỏ việc trông mong cái gọi là lời hứa từ anh rồi. Thôi được rồi, được rồi. Anh hứa mà. Anh hứa không được sao? Ân Lang Qua xoa xoa tóc của Ôn Dương, không biết nên khóc hay là nên cười. Cùng mẹ nó, chết tiệt thật mà. Đây là cái quái gì vậy chứ? Anh vậy mà sợ em luôn rồi đó. Mày bị làm sao vậy? Thật ra anh đâu có đáng sợ dữ vậy. Ôn Dương kéo chăn bông lên che mặt mình, lười giải thích nói: anh đã thất hứa nhiều lần rồi, không phải chỉ mới 1-2 lần. Nhưng mà lần này anh hứa nhất định sẽ không. Giọng của Ôn Dương trở nên nỉ non, giọng nói của Ân Lang Qua cũng trở nên ôn nhu, cười khúc khích. Anh có thể dùng tính cách của mình để mà đảm bảo được không? Đúng lúc này, điện thoại di động của Ân Lang Qua vang lên. Hắn hôn lên trên miệng Ôn Dương, đứng dậy lấy điện thoại ra. là trợ lý của Ân Lang Qua gọi đến thông báo về cuộc tả giao tiếp theo với đối tác. Tuy là còn quyến luyến, nhưng Ân Lang Qua đành phải rời bệnh viện. Trước khi đi, cô ôm siết lấy Ôn Dương, hôn một nụ hôn thật là sâu, dài đến tận 2 phút mới chịu buông ra. Cuối cùng nói với A Nhiên vài câu, liền vội vàng rời đi. Trên đường đi, Tống Hữu gọi điện thoại và nói với Ân Lang Qua rằng anh ta đã cử người đi điều tra một số thông tin về Dương Diệt. Nè, cậu ta nhận em trai hay sao chứ? Ân Lang Qua bối rối. Tôi cũng không biết nữa. Cậu ấy đã nhiều năm rồi, cũng chưa từng đề cập đến cái chuyện này với tôi. Dương Diệt đã tìm em trai của mình suốt mấy năm nay, kể từ khi mà cậu nhờ cậu ấy đi điều tra Ôn Dương vào mấy năm trước. Hắn liền tiện thể điều tra luôn tin tức về em trai của mình. Đã nhiều năm trời trôi qua như vậy rồi, cậu ấy vẫn là không từ bỏ. Xem ra người em trai này đối với cậu ấy rất là quan trọng. Chỉ có vậy thôi sao? Ân Lang Qua là lùng nói. Lúc nãy cậu nói với tôi rằng Dương Diệt có vấn đề. Điều này có thể được gọi là vấn đề sao? Nhưng mà điều này ít nhất cho thấy rằng cậu ta có một điểm yếu, có thể là uy hiếp. Chẳng phải lúc trước có người nói rằng anh ta nhìn thấy Dương Diệt có tiếp xúc với người của Hạ hay sao chứ? Đương nhiên là Tiểu Dương cậu ấy đã bên cạnh cậu nhiều năm như vậy rồi, không thể đột nhiên đụng một cái mà đứng về phe của Hạ. Nhưng cậu có nghĩ lại mà xem, nếu có lý do của quá khứ, liệu có thể để cho Tiểu Dương hắn ta không phải sao này? Người đó có nói là đã nhìn nhầm hay sao? Ân Lang Qua gằn giọng cắt ngang. Nếu cậu còn nghi ngờ thì cứ đi hỏi thẳng hắn ta. Tống Hữu im lặng một lúc rồi mới nói. Lang Qua, trước đó cái tên kia bị giết chết hẳn là cậu ta đã ra tay. Ban đầu cũng là bởi vì cái chết của hắn ta nên khiến cho cậu lại càng thêm chắc chắn rằng Ôn Dương cùng Dân Hạ đã bày mưu tính kế cậu. Tôi có chuyện muốn nói, nhưng mà về cái chuyện này có lẽ sẽ khiến cho cậu không được vui. Tôi nghĩ là Dương Diệt cùng với Ân Hạ đã mua vấn đề này, lại còn... Tôi biết là cậu đang muốn nói gì. Ân Lang Qua cắt ngang. Tôi không muốn chỉ nghe theo sự suy đoán của cậu trước khi có đủ bằng chứng. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm một người nào đó để tiếp tục điều tra. À phải rồi, hôm nay Giang Thành đến gặp tôi để làm kiểm tra lại. Cậu ấy hỏi tôi công việc gần đây của cậu hẳn là bận rộn lắm sao? Ân Lang Qua không thoải mái. Rồi cậu trả lời như thế nào? Đương nhiên là nói cậu thật sự rất bận rồi. Tôi nghĩ là cậu ta có ý muốn cậu bên cạnh cậu nhiều hơn đó. Tôi nói rằng cậu đã giao cho Nghiêm Mặc đi công tác thay cho cậu rồi, nhưng mà cho dù cậu nói như thế nào, cậu ta làm sao vẫn là không cảm thấy đủ. Tối hôm đó, sau khi Ân Lang Qua đi dự tiệc xã giao xong, hắn đã phái vệ sĩ và trợ lý đi theo bên cạnh mình, đồng thời yêu cầu gã tài xế lái xe chở hắn ta đến khu phố nơi Ôn Dương đang sinh sống. Cuối cùng, tùy tiện tìm được một lý do đuổi tài xế xuống xe. Ân Lang Qua chống đỡ kia một cổ nồng đậm men say, một mình hắn lái xe đến tầng hầm chung cư của Ôn Dương. Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Ân Lang Qua mở cửa căn hộ, cởi áo khoác, ném cà vạt, loạng choạng đi về cái phía phòng của Ôn Dương. Vừa bước vào phòng ngủ của Ôn Dương, Ân Lang Qua liền say khướt, cứ như một tên thần kinh, cười giống như ngáo đá. Ôn Dương, Ôn Dương à. Cuối cùng, Ân Lang Qua lập tức sa xuống giường, vươn tay ôm chặt lấy Ôn Dương qua lớp chăn, siết thật chặt trong vòng tay mình, rồi vùi mặt vào má Ôn Dương, không ngừng cọ cọ. Hắn cười, mơ hồ nói. Anh thích em. Anh con mẹ đó, anh yêu em đến chết mất. Ôn Dương bị cái mùi rượu trên người Ân Lang Qua làm cho choáng ngợp, cơ thể không được thoải mái. Cậu đưa tay vỗ lên trên mặt của Ân Lang Qua, khó khăn nói. Buông ra, anh hồi quá, trên người anh có người muốn chết. Con ngửi sao chứ? Ân Lang Qua hít hà cánh tay của mình, ngay sau đó đem Ôn Dương ôm chặt hơn. Anh ngửi rồi, con nghe thấy cái mùi gì đâu chứ? Em nói như vậy là bởi vì em không muốn cho anh ôm. Ân Lang Qua không ngừng cọ sát thân thể của Ôn Dương, khiến cho cậu có một chút sợ hãi. Ân Lang Qua thực sự là say đến không phân biệt phải quấy, ý thức không rõ ràng. Lẽ nào hắn đã quên lời hứa với mình, lợi dụng uống say mượn rượu làm càng hay sao chứ? Ôn Dương không chấp hắn ta nữa, cố gắng giữ yên thân thể càng nhiều càng tốt. Ân Lang Qua thấy Ôn Dương đột nhiên không có phản ứng, vì vậy ngẩng đầu cau mày. Em giận anh sao? Ôn Dương vẫn là không lên tiếng, trong lòng có một chút bối rối, không biết hắn ta lúc này là tỉnh hay là say. Thôi được rồi, anh đi tắm đi. Ân Lang Qua hôn lên trên má của Ôn Dương, thì thầm đó nhỏ vào tai cậu như lấy lòng. Em yêu, tắm rửa xong cũng đừng có mà chán ghét anh. Ngoan, đợi đi tắm cái nhà, chờ anh. Ân Lang Qua đi vào trong phòng tắm, dường như tâm trạng đang rất là tốt. Ôn Dương có thể nghe thấy tiếng ngâm nga giai điệu nào đó của Ân Lang Qua từ trong phòng khách. Điều này khiến cho Ôn Dương cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Hay da, cái tên điên này, đêm nay là dẫn chứng rồi. Từ lúc mà Ôn Dương nhập viện vì bệnh dạ dày cho đến nay đã 4 ngày rồi. Trong 4 ngày này, Ân Lang Qua đã hứa với Ôn Dương, mỗi tối anh đều sẽ đến đây để cùng với Ôn Dương ăn tối. Ngoài việc đó ra, nhiều nhất chỉ là ôm hôn Ôn Dương 2 cái. Ôn Dương sợ nhất là luôn chịu đựng những cái điều mình từ chối. Cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Khi Ôn Dương cảm thấy Ân Lang Qua thực sự bắt đầu giữ lời hứa, áp lực mỗi đêm đối mặt cùng với hắn ta cũng đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Dần dần, cậu cũng phát hiện ra chỉ cần mình dè dặt với hắn ta trong từng lời ăn tiếng nói, không chọc cho hắn ta nổi điên đến mức phát quả là được. Nói ngọt với hắn ta thì gần như đều có thể sai khiến Ân Lang Qua nghe lời hiệu quả. Ân Lang Qua sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ. Hắn đã tỉnh táo hơn khi nãy rất là nhiều, không một chút do dự, nhấc chăn chui tọt vào, quấn lấy thân thể mềm mại ấm áp như bạch tuộc này. Cùng anh nói chuyện một lát đi. Ân Lang Qua không ngừng dùng môi miết vào trong gáy của Ôn Dương, giọng nói từ tính tràn đầy mê hoặc. Đã 4 ngày rồi, em không thấy được thành ý của anh đối với em hay sao chứ? Anh, tôi cùng với anh, chúng ta chỉ trò chuyện thôi. Ôn Dương thì thào nói. Đừng có mà động tay động chân. Sau đó Ân Lang Qua bằng mặt không bằng lòng, rút tay của mình ra khỏi quần lót của Ôn Dương, đặt lên bụng dưới của cậu, cười khẽ. Anh nhịn không được. Nhưng mà em yên tâm đi, anh tự chủ rất tốt. Ôn Dương do dự vài giây thăm dò, sau đó ngập ngừng nói. Ân Lang Qua, anh muốn cùng tôi cứ như vậy cả một đời xung quanh tuyền à? Nhiều như vậy thật là tuyệt. Ân Lang Qua ôm lấy mặt của Ôn Dương chặt hơn, nhắm mắt lại, hít hà mái tóc của cậu. Anh muốn được nhìn ngắm em mỗi ngày, anh muốn ôm lấy em, mỗi đêm đều có thể đón lấy cơ thể em trong vòng tay anh. Ở đây em không cần phải lo cơm ăn áo mặc, nguyện cả một đời đều cùng một chỗ, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Đó là cả cuộc đời của anh. Ôn Dương trầm giọng nói, không phải là của tôi. Tôi không thể cứ mãi một mực ở cái nơi này cùng dành sống cả một đời đến già đến chết được. Ân Lang Qua sững sốt một chút. Chuỗi cảnh cáo ở trong đại não tựa như đang dương cung bạc kiếm, dường như bị cái thứ gì đó chạm vào. Hắn ta mở mắt ra ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Ôn Dương, vẻ mặt có một chút phiền muộn, nghiêm nghị nói, em là muốn rời đi, muốn bỏ tôi sao? Tôi... đúng hay là không? Ân Lang Qua ngắt lời Ôn Dương, hậm hực vươn tay bóp lấy cầm của cậu, đầy nghiến, lạnh giọng nói, anh đối với em cùng mẹ nó tốt như vậy mà em vẫn muốn rời đi là sao? Ôn Dương thực không hiểu tại sao Ân Lang Qua lấy đâu ra mà tự tin như vậy. Chỉ cần là hắn ta đối xử tốt với cậu, nhẹ nhàng nhu tình với cậu, cậu sẽ cam tâm tình nguyện bị hắn ta giam cầm ở nơi này sao? Không phải. Ôn Dương sợ Ân Lang Qua sẽ mất khống chế nên vội vàng mà giải thích, tôi đã như thế này rồi, còn có thể đi đâu nữa chứ? Sau đó Ân Lang Qua mới chậm rãi từ từ buông tay ra, nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn lại tiếp tục ôm lấy eo cậu, trịnh trọng nói, sau này đừng bao giờ nói những cái chuyện như vậy nữa. Tôi hiểu rồi. Ân Lang Qua vẫn là rời khỏi chung cư lúc 4 giờ sáng. Lúc rời đi, hắn ta rón rén bước thật nhẹ, vì sự phát ra tiếng động sẽ đánh thức Ôn Dương. Nhưng thật ra Ân Lang Qua không hề biết rằng 4 ngày qua khi hắn ta rời đi, Ôn Dương vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là cậu vẫn luôn giả vờ ngủ say. Mà khi Ân Lang Qua rời đi rồi, Ôn Dương sẽ đứng dậy, tắm rửa, rồi ngồi ở trước cửa sổ phòng ngủ, cầm lấy chiếc radio không dây duy nhất có thể ở bên cạnh mình, dò kênh nghe đi nghe lại nhiều lần. Khi độ sâu của sự cô đơn vượt quá mức độ của cái chết, thì người sống cũng giống như đã chết. Mỗi ngày chết là nghe radio, ăn uống một cách máy móc, thực hiện những thói quen sinh lý cứ lặp đi lặp lại và nghỉ ngơi. Ôn Dương cảm giác chính mình tuổi già xế bóng, cứ hệt như một lão niên ngồi đợi thời gian hay là sự cô đơn, xem cái nào sẽ đến trước lấy đi sinh mệnh của mình. Muốn đi tắm biển sao? Tất nhiên là có thể rồi. Đối với yêu cầu đột ngột này của Văn Thanh, Ân Lang Qua đồng ý ngay mà không có cần phải suy nghĩ. Cho đến khi Văn Thanh đề nghị muốn đi vào ngày Chủ nhật của tuần này, vậy mà Ân Lang Qua mới do dự một chút. Bởi vì tuần này là ngày mà hắn ta và Ôn Dương nhất trí, ngày thứ bảy hắn ta có thể chịch thoải mái. Thôi được rồi, nghe theo em. Vậy thì Chủ nhật tuần này. Ân Lang Qua mặt đầy cái vẻ cưng chiều, xoa xoa tóc của Văn Thanh. Ở nhà quay cũng chán, chỉ cần ca bên cạnh em không cảm thấy buồn chán một chút nào cả. Thôi được rồi. Ân Lang Qua cười nhẹ. Vậy thì từ nay về sau, ca ca sẽ thường xuyên ở bên cạnh em. Được, cảm ơn ca ca. Lúc này cửa phòng bị gõ vang. Người hầu cung kính từ ngoài cửa nói, tiên sinh à, Thành Sinh tiên sinh tìm ngài. Ân Lang Qua vỗ nhẹ lên tay của Văn Thanh, ôm nhu nói, anh ra ngoài một chút, nhanh thôi sẽ trở lại. Dạ. Sau khi Ân Lang Qua ra khỏi phòng, Văn Thanh xoay người, lấy điện thoại di động từ dưới gối ra, bấm dãy số mà hắn ta nằm lòng luôn ghi nhớ trong đầu. Còn mẹ nó, anh đừng có mà tìm người để uy hiếp tôi. Giang Thành cố gắng hết sức ép thấp giọng mình xuống, nhưng vẫn không kiềm chế được lửa giận ở trong lòng mình. Ân Hạ, tôi trước giờ luôn làm theo những lời anh nói, thế nhưng anh lại hại tôi ra thành cái bộ dạng như thế này đây. Bây giờ anh lấy đâu ra sự tự tin để mà kêu tôi tiếp tục làm việc cho anh chứ? Anh cũng đừng nhờ ai truyền lời đến để mà uy hiếp tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi vốn đã không quan tâm nữa rồi. Dù sao tôi cũng đã báo thù được rồi. Còn có tôi sống hay là chết cũng không thành vấn đề. Tôi đã không quan trọng điều đó nữa rồi. Vậy sao? Nếu tôi nói kẻ thù của cậu còn sống thì sao chứ? Ân Lang Qua đưa Thành Sinh đến phòng làm việc. Thành Sinh vẻ mặt nghiêm túc báo cáo kết luận điều tra mấy ngày nay của mình về người đàn ông trên khuôn mặt có một vết sẹo. Em nhìn thấy hắn ta ở khu đông, trong một con ngõ trên đường phố Mộng Liễu. Em tới đó để tìm một người bạn của mình, nhưng rồi lại tình cờ bắt gặp hắn ta và một vài người nữa, ăn mặc kiểu như là lưu manh bụi đời, bước vào trong một quán bar nhỏ. Vì vậy em đã bí mật theo dõi. Kết quả là cái quán bar kia nhìn tổng thể từ bên ngoài tuy rất là nhỏ, nhưng lượng khách bên trong rất là đông. Vì vậy em đã mất dấu khi bước vào. Cậu có chắc đó là tên mặt thẹo không? Em chắc chắn mà. Mặc dù em chưa nhìn thấy gã ta. Những cái tấm ảnh mà anh đưa cho em, Ân Hạ còn nhớ không chứ? Bức ảnh chụp khuôn mặt sẹo, em đã nhìn nó hàng trăm lần trong suốt nhiều năm trời qua. Trên mặt gã ta có một vết sẹo rõ ràng như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là có thể nhận ra gã. Sắc mặt Ân Lang Qua dần trở nên ảm đạm. Khuôn mặt đầy sẹo kia chính là người mà hắn ta nhìn thấy lúc xưa. Cho dù có nằm mơ cũng nhất quyết bắt được hắn. Chính người đàn ông này đã hại hắn do Ôn Dương bé nhỏ gầy yếu đó phải xa cách 11 năm dài đằng đẵng. 11 năm này hắn tìm gã chỉ để tìm tung tích của Nam Hải. Hiện tại người đã tìm được rồi, tên mặt sẹo này đã không có còn giá trị gì nữa. Bây giờ nếu tìm lại chỉ là để giết chết gã ta mà thôi. Cậu không cần phải bắt sống gã ta. Nếu gặp lại, hãy trực tiếp trói gã ta lại, mang đến một nơi vắng vẻ không ai lưu tới mà hành động. Dừng. Ân Lang Qua suy nghĩ vài giây, sắc mặt hơi tối sầm lại. Thành Sinh đoán được mấy phần, thấp giọng hỏi: Ân ca, anh hiện lại đang lo lắng vì mục đích xuất hiện của tên mặt thẹo này ở thành phố EI sao? Mục đích của gã ta rõ ràng chính là tôi. Ân Lang Qua là lùng nói. Chỉ là có thông tin mật báo từ Điện Quốc rằng tên mặt thẹo hiện tại một lần nữa đang làm việc cho Ân Hạ. Nếu gã được Ân Hạ điều động đến thành phố EI này, hắn sẽ là cùng với Ân Hạ bàn bạc về một kế hoạch đầy mưu mô. Sắp tới đây, gã mặt thẹo tiếp theo có thể sẽ làm ra một số việc cực kỳ nguy hiểm. Em thật sự không hiểu được Ân Hạ. Ngay cả một kẻ phản bội mình cũng trọng dụng. Trọng dụng sao chứ? Làm bị đối đạn thì đúng hơn. Ân Lang Qua nhếch miệng cười nói: Đây là chiêu bài của Ân Hạ. Thứ hắn thích dùng nhất chính là đứa con bị bỏ rơi tuyệt lộ. Để dù cho có thành công hay là thất bại, hắn sẽ không cảm thấy thiệt thòi. Về sau cái tên mặt thẹo này sẽ không chết trong tay của tôi, mà là chết bởi tay của Ân Hạ. Nè, cái loại chó điên này rất khó đề phòng đó. Nhưng mà nói tới mới nhớ, Ân Hạ này thực sự rất là cố chấp. Trước đây hắn đã gán ghép chúng ta lại với nhau rồi, không biết lần này hắn sẽ làm ra cái quái gì đây. Nhìn thấy Thành Sinh đang cau mày suy nghĩ, Ân Lang Qua nói: Gì chứ? Cậu nói xem mục đích của Ân Hạ lần này là gì? Em không dám chắc nữa, nhưng mà em nghĩ hắn ta tất nhiên là vì Ôn Dương, với điều kiện là hắn không biết rằng Ôn Dương đã chết. Ân Lang Qua sắc mặt quỷ dị. Nói tiếp đi. Hắn không phải rất thích Ôn Dương hay sao chứ? Thành Sinh nói. Lúc trước chúng ta bí mật bắt giữ Ôn Dương, hiện tại Ân Hạ rốt cuộc phát hiện ra người đã bị chúng ta bắt đi rồi, cho nên muốn sớm cướp lại người về tay. Còn cái khác em thật sự chính là không nghĩ ra. Dù sao thì chắc hẳn là hắn ta đang định dùng thủ đoạn mờ ám. Trong giới hát bàn này, tên mặt tạo hắn ta rõ ràng chính là lớn tuổi hơn so với Dân Ca. Loại người này, thôi được rồi, thật là một phép ẩn dụ hỏng bét. Ân Lang Qua không hài lòng nói. Cậu lập tức cử người đến con hẻm ở Mộng Liễu, tiếp tục rà soát tìm kiếm tên mặt thẹo kia. Nếu như không tìm được, cứ để lại một ít anh em mai phục ở đó. Sau đó cậu có thể dẫn một tốp khác đi tìm. Dân, Ân Ca. Đối với Ôn Dương mà nói, cho dù có là ngày thì cũng không khác gì ban đêm. Cho nên mỗi khi buồn ngủ, Ôn Dương sẽ nằm ở trên giường mà ngủ. Chạng vạng 5 giờ chiều ngày hôm đó, khi Ôn Dương vừa nằm xuống, A Nhiên đang bận lau sàn ở trong phòng khách thì chuông cửa đột nhiên vang lên. A Nhiên nghĩ là Ân Lang Qua đến, nhưng cậu nhìn qua kính mắt mèo thì thấy đó chính là người từ khách sạn mang bữa tối đến. So với bình thường, nó được giao sớm hơn thường lệ gần 1 tiếng đồng hồ. Người giao thức ăn không phải là cậu thanh niên cao gầy lúc trước, mà chính là một người đàn ông cao lớn với vết sẹo đáng sợ ở trên khuôn mặt.